Em Phượng xin chào các anh chị nhé. Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Nhật Bản Lục Phượng của em ạ. Và hôm nay là em lại tiếp tục lên 6 mẫu bếp dòng full chức năng dòng nấu cơ bản các anh chị nhé. Các anh chị đang xem video của Phượng thì vui lòng ủng hộ cho Phượng một nút kênh, đăng ký, một like và chia sẻ cả nhà nhé. Và các anh chị cần mua bếp bên em Phượng thì trực tiếp liên hệ qua số điện thoại của em là 0334300810 ạ. Kết bạn qua Zalo với em cũng 0334300810 cả nhà nhá. Kho nhà em thì là rất sẵn hàng mọi người ạ. Tuần nào cũng bếp cũng về cả trăm bếp nhá. Cứ mỗi tuần về cả trăm bếp, rất là nhiều mẫu, từ dòng nấu cơ bản cho tới dòng phun chức năng. Đấy, từ dòng giá từ 1.700.000 đồng trở lên. Một chiếc bếp hơn 1 triệu đồng thì các anh chị đã sở hữu về cho gia đình mình sử dụng rất là an toàn, chống cháy nổ vào mùa hè này các anh chị nhé. Đó, và mùa hè này nắng nóng xảy ra rất là nhiều vụ cháy nổ các anh chị ạ. Đó, các anh chị mà đang cần thay một chiếc bếp ga thì mình có thể là nên tìm hiểu về một chiếc bếp ga nội địa Nhật bên kho nhà em nhé, về để sử dụng. Thứ nhất là nó an toàn cho gia đình mình, không lo bị cháy nổ ga. Thứ hai là nó tiết kiệm ga. Và thứ ba là sau khi mình sử dụng nấu một chiếc bếp ga nội địa Nhật rất là yên tâm, mình không lo quên đồ ăn để trên bếp mà bị cháy cả nhà nhá. Ngưỡng cạn nước trong nồi thì bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ga. Từ dòng nấu cơ bản như thế này cả nhà nhá. Đó, và dòng nấu cơ bản như thế này thì cũng có sự chống cháy nổ, rò rỉ ga rất là an toàn cho gia đình mình. Và một chiếc bếp ga nội địa Nhật thì sử dụng bình ga Việt Nam, xay ga Việt Nam thôi cả nhà nhá, rất là dễ sử dụng. Vâng, mẫu đầu tiên của em Phượng hôm nay lên một chiếc bếp mặt sơn thương hiệu Paloma phím vặn. Phím vặn thì cực kỳ là sử dụng rất là dễ cả nhà. Đấy, và cũng rất là bền. Và phím vặn thì mình sử dụng điều chỉnh ngọn lửa xoay theo chiều thế này cả nhà nhá. Và bếp cơ bản thì cũng có hai bếp nấu bên trên và lò nướng bên dưới này. Vị nướng thì bằng inox, khay nướng bằng men cả nhà nhá. Đối với bằng men hàng cao cấp của Nhật thì cũng cực kỳ là bền cả nhà. Và trong khoang nướng này, đó, trong khoang nướng đều là inox. Hàng về thì bên em Phượng đã vệ sinh sạch sẽ và qua kỹ thuật kiểm tra đầy đủ mọi chức năng hoạt động ok thì mới đưa lên kệ giới thiệu cho các anh chị như thế này nhá. Và các anh chị chốt hàng trước khi giao hàng thì em sẽ test thử lửa đầy đủ chức năng chống cháy nồi, rò rỉ ga. Cần thiết thì em sẽ gửi video vào Zalo cho mình nhá. Và bếp Nhật thì dòng nấu cơ bản hay dòng phun chức năng thì đều sử dụng đôi pin đánh lửa cả nhà nhá. Hiện tại thì là em chưa có bộ pin nhá. Khi các anh chị chốt hàng thì em sẽ tặng nhà mình một đôi pin để về các anh chị hàng nhà em thì được bóc ra đấy, xem hàng, thử hàng, test thử hàng, hàng ok thì mới nhận hàng cả nhà nhá. Đó, và bếp thì toàn bộ là lưới chống chuột ở dưới đây cho mình rất là an toàn. Khi mà các anh chị ở vùng quê sậm sạp có nhiều chuột cũng không lùa nó vào cắn đất xây hỏng hóc của bếp nhá. Và mặt sơn nhưng mà đang còn khá là đẹp, về hình thức thì không có bị mấp méo cả nhà nhá. Đấy, không có bị mấp méo đó, mặt sơn mà mặt bên trên đang còn rất là bóng đẹp cả nhà này, chưa có dấu hiệu bị bong chóc sùi rỉ lớp bên trên nhá. Mặc dù bếp sử dụng lò nướng bên dưới rất là nóng, nhiệt lên bên trên rất là nóng nhưng mà chưa hề bị bong chóc nhé cả nhà nhá, đang còn rất là bóng đẹp. Màu này là màu nâu cà phê đậm cả nhà nhá. Đối với lò nướng của dòng bếp Nhật thì sử dụng nướng đồ ăn rất là nhanh cả nhà nhá. Đấy, nướng rất là nhanh và rất ngon. Nhiều bác mua hàng bên em cũng đã phản hồi lại là nướng đồ ăn rất nhanh. Và đôi chia lửa thì bằng đồng nguyên khối này. Đấy, đồng nguyên khối thì sử dụng cũng khá là bền cả nhà nhá. Nó có ngã màu nhưng mà sử dụng khá là bền. Cạnh chia lửa đều là sắc nét này. Đấy, đang còn rất là sắc nét cả nhà nhá. Các chị sử dụng với đôi bô chia lửa này không lo bị bể sét đâu nhá. Hỏng bếp thì rất là đẹp này, nên em đã vệ sinh rất là sạch sẽ này. Đôi kim tam cảm biến chạm đáy nồi này, giữa bếp nhá. Đấy, bếp Nhật thì có đôi kim tam cảm biến chạm đáy nồi giữa bếp này. Khi mình đặt nồi lên đấy thì đây nấu thì nó chạm đáy nồi và đôi nhiệt độ cho khoảng 250 độ C thì nó sẽ tụt ngọn lửa nhỏ lại nhá. Và có 250 độ C thì nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga, rất là an toàn luôn cả nhà. Đó, một chiếc bếp chỉ hơn 1 triệu đồng thôi sẽ cũng có đầy đủ chức năng
tự động tắt lửa kho ga, chống cháy nổ, chống cháy nổi cả nhà nhá. Mẫu bếp này là thương hiệu Paloma phím vặn mặt sơn, đang có giá là 1.700.000 đồng, nhưng Phượng bao ship cho cả nhà nhá. 1.700.000 đồng bao ship, và bếp thì có bảo hành với anh chị nhá, 1 năm ạ. Quá trình sử dụng 1 năm thì bên em vẫn tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật bếp trọn đời. Tiếp theo mã thứ hai là một chiếc bếp thương hiệu Zinai mặt men cả nhà nhá, mặt men phím nhắn á. Đó. Bếp nhà thì có khó trẻ em ở dưới đây cả nhà nhá. Khi sử dụng xong, nếu nhà nào mà có hai chị em hay nghịch ấy, thì mình khóa lại này. Đấy. Không cái nghịch được cả nhà nhá. Đấy, xong mình nhấn mở ra là nhấn bình thường, và đầu tiên cũng khai chứa pin này. Phím nhấn bên trái này. Dòng phím nhấn thì điều chỉnh ngọn lửa bằng cần gạt cả nhà nhá. Và tiếp theo phím nhấn ở bếp bên phải, phím nhấn của lò nướng này, biểu hiện con cá là lò nướng cả nhà nhá. Tất cả phím nhấn thì điều chỉnh ngọn lửa bằng cần gạt cho em nhé. Và giờ chiếc bếp này thì có thêm 3 phím 3S này. Đấy, cần sử dụng với nhiệt độ cao ngọn lửa lớn thì các anh chị nhấn vào đây cho em 3 giây nhé. Khi mà nó hiện nút đỏ thì mình mới dừng cả nhà nhé. Và sau khi mình không cần với ngọn lửa lớn thì mình không nhấn vào đây, cứ bật nó thông thường cho em là được. Nó hơi bị nghẹt cả nhà, bỏ vào nó hơi bị nghẹt. Đôi chia lửa thì bằng nhôm nguyên khối này, cạnh chia lửa đang còn rất là sắc nét luôn cả nhà nhá. Mặc dù bếp đã qua sử dụng này, nó đang khá là đẹp. Đó, bếp thì đều sáng đẹp luôn ạ. Thoát hơi loàn đứng thì khi các anh chị sử dụng xong thì mình đem ra vệ sinh cho em nhá. Đó. Để chị chờ chị qua cái chồng lại. Đây ạ. Đây, trong phòng nướng thì bằng inox cả nhà nhá. Đấy, khay nướng, vỉ nướng cũng bằng inox này. Sáng bóng luôn. Đối với cái dòng vỉ nướng bằng inox thì mình nướng đồ ăn không lo bị dỉ sét ra đồ ăn cả nhà nhá. Rất là đảm bảo cho vỉ ạ. Bên ngoài thì có miếng kính nhìn trong này, miếng kính trong nhìn thấu vào bên trong nhá. Khi các anh chị nướng đồ ăn thì mình có thể là nhìn thấu vào bên trong và quan sát xem đồ ăn của mình chín hay chưa này. Đấy, mình không cần phải lôi cái khay nướng ra làm mất nhiệt của nó cả nhà nhá. Về hình thức của chiếc bếp này thì xung quanh cũng đang còn rất là đẹp này, không có bị mấp méo đâu cả nhà nhá. Mặt men bên trên thì đang còn khá là ok này, có vài chấm nhỏ thôi nhá, vài chấm nhỏ chảy xứ sơn quá trình vận chuyển về các anh chị nhá. Đó. Mặt sơn mặt men thì sử dụng rất là dễ lau chùi cả nhà nhá. Đấy, nó rất là trơn này. Rồi, mẫu bếp này thì đời 2022 thì cả nhà đời rất là cao. Đang có giá là 2.900.000 đồng cả nhà nhá. Có cả phím 3S này, đó. 2.900.000 đồng Phượng bao ship cho các anh chị này. Đấy, và sau khi giao hàng thì em còn tặng cho cả nhà mình một đôi pin cả nhà nhá. Thương hiệu Zinai phím nhắn, một mẫu bếp cực kỳ là đẹp. Các anh chị cần mẫu nào thì cố gắng chụp lại màn hình giúp em Phượng, hoặc là khi em đọc bếp lên thì mình có thể là ghi lại mã số nhá, và giá tiền hoặc là cũng thương hiệu của bếp. Mẫu đầu tiên là mẫu M1 nhá. Tiếp theo mẫu thứ hai là mẫu M2, là một chiếc bếp thương hiệu Zinai mặt men có giá là 2.900.000 đồng. Tiếp theo em đi mẫu bếp thương hiệu Zinai dòng phun chức năng cả nhà nhá. Dòng phun chức năng là bếp lò nướng 2 tầng lửa, khay nướng, vỉ nướng bên trong đều bằng inox, và trong khoang nướng này. Khoang nướng thì cũng bằng inox luôn cả nhà nhá. Đấy, khoang nướng của lò nướng này thì mình có sử dụng nướng được 1 kg thịt cả nhà. Anh chị có thể là nướng thịt, nướng tôm, nướng cá, nướng củ quả, khoai, ngô gì. Đấy, rất là tiện. Và chiếc bếp này thì là mặt kính bô viền kim loại này, rất là chắc chắn cả nhà này. Đấy, trên thì là mạ màu đen, bô viền kim loại rất là đẹp luôn nhá. Đấy, mặt kính mặc dù sử dụng rồi mà chưa có bị chảy xước cả nhà nhá. Đôi chia lửa của chiếc bếp này thì cũng bằng đồng nguyên khối. Đồng nguyên khối thì nó có ngã màu không được đẹp này. Đấy, nhưng mà đối với bằng đồng thì cực kỳ là bền cả nhà nhá. Họng bếp thì đều ok này. Đó, nhà em đã vệ sinh sạch sẽ. Anh chị mua bếp bên em Phượng về thì yên tâm, chỉ việc sử dụng thôi cả nhà nhá. Và tiếp theo thì em đi
giới thiệu về chức năng của bếp này. Đầu tiên cũng là khai chứa pin cả nhà nhá. Và tiếp theo phím nhấn của bếp bên trái này. Đấy, phím nhấn thì mình điều chỉnh ngọn lửa bằng cần gạt cả nhà nhá. Và đồng hồ hiện giờ, cộng, tăng, trừ, giảm, có lựa chọn nấu cơm, hầm, cháo cả nhà nhá. Đấy. Chiếc bếp dòng phun chức năng thì có đồng hồ hẹn giờ cả 3 bếp, 2 bếp nấu bên trên và 1 bếp đứng bên dưới cả nhà nhé. Tiếp theo bên phải của bếp có phím 3S khi cần sử dụng với nhiệt độ cao như em vừa giới thiệu, mình cần với nhiệt độ cao lửa lớn mình chiên, xào, rán, rang đồ khô hoặc các anh chị rang, các anh chị xào rau cho nó xanh rau thì mình nhấn vào đây cho em nhé. Đấy. Và tiếp theo thì là lựa chọn nấu nước 5 phút, 10 phút, lựa chọn với nhiệt độ cao từ 160 tới 200, đây là nhiệt độ cao lửa lớn cả nhà nhé. Đấy, khi các anh chị mua hàng mà chưa hiểu về những chức năng như thế này thì em cũng sẽ làm một video ngắn gửi vào Zalo cho mình để quan sát thêm, tìm hiểu thêm là hiểu ngay thôi ạ, rất là dễ thưa các anh chị nhé. Và đồng hồ của lò nướng này, cộng, tăng, trừ, giảm các anh chị nhé, phím nhấn của lò nướng. Một dòng bếp phun chức năng thương hiệu Zinai thì cực kỳ là bền luôn cả nhà nhá, siêu bền và lửa thì cực đẹp và tiết kiệm ga lên tới 30% ga. Nói chung là tiết kiệm ga thì từ dòng cơ bản trở lên cũng đều là tiết kiệm ga cả nhà. Những dòng phun chức năng thì nó có đồng hồ hẹn giờ. Đấy, các anh chị tùy theo nhà mình sở thích như thế nào, mẫu nào thì mình mua mẫu đó nhé. Và nó phù hợp với giá tiền như thế nào thì mình mua. Vâng, mẫu bếp thương hiệu Zinai dòng phun chức năng lò nướng 2 tầng lửa em Phượng đang có giá bán là 3.800.000 đồng, em bao ship cho mọi người nhé. 3.800.000 đồng mã M3 của em, một chiếc bếp thương hiệu Zinai phun chức năng cả nhà nhé. Tiếp theo thì em đi mẫu M4, một chiếc bếp mặt sơn dòng phím nhấn này. Đấy, dòng nấu cơ bản cả nhà nhé. Thương hiệu Zinai, bếp Nhật dù dòng cơ bản hay phun chức năng thì đều sử dụng IC đánh lửa bằng đôi pin đại cả nhà nhé. Đó. Phím nhấn thì mình điều chỉnh ngọn lửa bằng cần gạt này. Đấy, bên đây là phím nhấn bên phải và phím nhấn của lò nướng nhé. Đấy. Bên trong khay nướng bị nướng bằng inox và trong khoang nướng đều bằng inox cả nhà nhé. Đó, sáng đẹp, rất là xuất sắc. Bằng inox mình sử dụng nướng đồ ăn cũng không lo dĩ xét vào đồ ăn. Và khi các chị nướng đồ ăn thì mình cho em một chút nước vào khay nướng này nhé, để tránh làm khét khay nướng. Và sau khi sử dụng xong mình ra mình rau mình rửa lau chùi rất là dễ hơn. Và dù mặt sơn nhưng mà mặt sơn bên trên cũng rất là đẹp cả nhà này. Thành vách xung quanh thì xuất sắc luôn cả nhà nhá. Đó, xuất sắc. Mặt trên khá là đẹp. Mấy hôm nay em đang bị cúm cả nhà, lặng hơi khàn, các anh chị cố gắng theo dõi hộ em nhé. Vâng, và thoát hơi lò nướng thì mình cũng đem ra vệ sinh được các anh chị nhé. Sau khi mình nướng xong mình đem ra vệ sinh. Rồi đôi chia lửa cũng bằng nhôm nguyên khối mọi người nhé. Đấy. Cạnh chia lửa thì đang còn rất là sắc nét này. Họng bếp thì đều đẹp cả nhà nhé. Bên em đã vệ sinh sáng sạch đẹp luôn rồi ạ. Và mẫu bếp này thì đang có giá là 1.800.000 đồng mã M4 nhé, một chiếc bếp thương hiệu Zinai phím nhấn. Đấy, các anh chị mua hàng thì cố gắng chụp lại màn hình giúp em, mà các anh chị nào mà mình không sử dụng điện thoại chụp lại màn hình được thì cố gắng ghi lại mã số khi mình cần đặt mẫu nào nhé. Đấy, ghi lại thương hiệu của bếp này và mã số và giá tiền thì khi mua hàng gọi điện cho em thì em sẽ tìm mẫu đúng như vậy cho mình nhé. Vâng, mã M4 là một chiếc bếp mặt sơn phím nhấn có giá là 1.800.000 đồng em bao ship. Tiếp theo một chiếc bếp mặt sơn bên hình đứng hình hộp cả nhà nhé, hình hộp dòng nấu cơ bản. Đấy, đầu tiên cũng là khai chứa pin và phím nhấn này. Của bếp bên trái, phím nhấn của bếp bên phải, phím nhấn của lò nướng. Dòng bếp này thì có thêm phím 3S này. Đấy, và lò nướng thì cũng một tầng lửa thôi cả nhà nhá, lò nướng một tầng lửa. Đấy, vĩ nướng bằng inox, khay nướng bằng men. Thì em đã giới thiệu rồi, khay nướng bằng men, dòng men hàng của Nhật thì cực kỳ là siêu bền cả nhà nhá. Đó. Rất là chất lượng nên là mọi người cứ yên tâm. Đó, thoát hơi lò nướng này. Em xin lỗi, đây là đôi chi lửa nhá, đôi chi lửa cũng bằng nhôm nguyên khối này, họng bếp cũng khá là đẹp nhá. Đấy, đối với cái dòng bộ tiền của dòng bếp Nhật thì nó cực kỳ là xịn sò cả nhà.
Nó bằng nguyên van thép nhé, anh chị sử dụng 10-15 năm không bao giờ lô bị dỉ sét đâu. Đấy. Mẫu này thì mặt đứng hình hộp cũng rất là đẹp này. Đấy, mặt sơn cả nhà nhá. Đang có giá là 2 triệu đồng bao ship này. Đấy, thương hiệu Haman dòng mặt đứng hình hộp nhá. Có giá là 2 triệu đồng bao ship mã M5 nhá. Tiếp theo em đi mã M6, một chiếc bếp thương hiệu Zinai dòng phím nhấn. Có phím 3S nhá. Dòng này là mặt men cả nhà nhá, mặt men. Đấy, về xung quanh, về bên ngoài cũng khá là đẹp này, xuất sắc luôn cả nhà nhá. Đôi chia lửa bằng nhôm nguyên khối này, hỏng bếp cũng rất là đẹp luôn cả nhà nhá. Đấy, rất là đẹp. Mặt men thì mình sử dụng lau chùi cũng rất là dễ và cũng rất là bền luôn cả nhà nhá. Phím nhấn rất là xịn sò này. Đấy, em Phượng đang có giá là 2.200.000 đồng cả nhà nhá. Thương hiệu mặt men phím nhấn này, 2.200.000 đồng em bao ship cho cả nhà này. Đó, màu này là màu ghi sáng cả nhà nhá, ghi sáng màu rất là đẹp này. Và các anh chị sử dụng mình lau chùi cũng rất là dễ lau chùi nhá. Đó, các anh chị ưng mẫu nào thì mua hàng thì liên hệ cho em nhé. Hôm nay thì em lên 6 mẫu báo giá nhanh thôi nhé. Khi các anh chị mua hàng, chốt hàng thì em sẽ thử đầy đủ những chức năng, nên là các anh chị yên tâm ạ. Và hàng đến thì mình có thể là nhận hàng đồng tiễn cùng shipper, hàng ok thì mới nhận hàng cho em nhé. Và video này thì em xin được tạm dừng ở đây ạ. Trước khi rời khỏi kênh của Phượng, bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng hộ cho em một nút đăng ký kênh nhé. Em xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.